東京は綺麗で賑やかな街です。Mà câu này chúng ta sẽ dùng ghép tính từ danh từ vào với nhau, tính từ na hoặc là danh từ vào nhau. Thì lát nữa cụ thể chúng ta sẽ có cái bài chia tính từ y, tính từ na và danh từ một cách rất là cụ thể. Thì ở đây tôi chỉ nói qua một vài ví dụ để lát nữa chúng ta sẽ đi nhanh hơn trong cái cách chia thể đó. Nên là lát khi mà chúng ta vào cách chia thể, chúng ta sẽ nhắc lại cái bài mà tôi hiện tại đã đang giảng này để cho các bạn có thể tương tác qua lại, để chúng ta có dễ hình dung hơn bằng cách vào trực tiếp hơn nữa. Rồi. Tokyo wa kirei de niigiyaka na machi desu. Tokyo là thành phố đẹp và nhộn nhịp ha. Tokyo là thành phố đẹp và nhộn nhịp. Tokyo là thành phố đẹp và nhộn nhịp. Còn khi mà chúng ta rất nhộn nhịp thì chúng ta có thể sử dụng là totemo, rất ha, là thành phố đẹp và rất là nhộn nhịp. Thì lát nữa khi mà vào cái chia thể thì chúng ta sẽ chia thể một cách cụ thể hơn nữa. Và kire, đây là tính từ na nhưng mà nó kết thúc bằng cái đuôi y, đây là tính từ đặc biệt. Còn bình thường khi mà chúng ta chia thể tính từ y thì chúng ta cứ thấy cái chữ y đằng sau này là chúng ta nghĩ đó là tính từ y, nhưng không phải, đây là tính từ na. Và đây cũng vậy, thì khi ở phía sau này chúng ta sẽ bỏ là tính từ na là nigiyaka na machi, chúng ta không nói là nigiyaka machi mà chúng ta là sử dụng tính từ na, thì chúng ta là thêm na machi desu. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng đằng sau là gì? Tokyo wa kirei de niigiyaka na machi desu. Chúng ta dịch từ đầu lộn về phía sau và nối câu. Đây là cách nối câu. Nên là chúng ta khi mà chúng ta học tính từ y, tính từ na, chúng ta phải biết, chúng ta cố gắng chúng ta học thuộc, chưa có một mẹo nào có thể chỉ cho chúng ta là đâu là tính từ na, đâu là tính từ y phân biệt. Chúng ta có vài trường hợp đặc biệt thì chúng ta phải tự nhớ lấy. Giống như từ là từ kirei, vậy thì nó không phải là tính từ y mà là tính từ na. Chẳng như là Watashi no heya wa hirokute akarui heya desu. Đó. Danh từ và tính từ na thì chúng khi chúng ta chia nối câu chúng ta sử dụng là de. Còn khi mà tính từ y chúng ta là bỏ y thêm kute là ok. Chẳng hạn như là Watashi no heya wa hirokute akarui heya desu. Đây là tính từ y, đây là tính từ y, nên là khi nó không cần phải gắn na vào nữa, bởi vì tính từ y nên nó cứ đi thẳng luôn, đi thẳng luôn vào cái chữ heya là nhà của tôi, là phòng của tôi ha. Cái phòng của tôi á, watashi no heya, phòng của tôi thì rộng và sáng sủa. Nên là khi mà chúng ta tính từ y bình thường nó là cái này là hiroi, thì chúng ta khi mà nối câu á, thì chúng ta sẽ là bỏ y và thêm là kute. Còn danh từ và tính từ thì chúng ta sẽ là de. Thì lát nữa ở những bài giảng phía sau chúng ta sẽ có dành riêng ra hai cái bài giảng để chuyên về chia tính từ, danh từ, tính từ y, tính từ na và danh từ để chúng ta vào câu cụ thể. Bài này chúng ta chỉ đi trước để lát nữa chúng ta qua bài kia chúng ta lộn lại để chúng ta nhớ hơn nữa trong những cái bài giảng. Thì các bạn hãy chú ý, bởi vì khi mà vô câu ấy, thì việc nối câu là rất là quan trọng. Các bạn nối sai thì người Nhật họ sẽ nghĩ sai. Nên các bạn hãy chú ý nhé.